chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình cập nhật bạn về cái thông báo mới của là dự án Open Network, về cái mã thông báo OEX mà trước đây mình đào được miễn phí ở trên app Satoshi. Và theo như cái kế hoạch lộ trình thì sẽ mở khóa EOSTGE và niêm yết ở trên sàn DEX và sàn CAC vào ngày là 15 tháng 10 lúc 7:00 theo múi giờ là UTC. Thì hôm nay cũng là cái ngày là mùng 10 tháng 10. Như vậy đếm ngược còn lại là 5 ngày nữa sẽ là cái ngày mình mở khóa EOSTGE, cần đăng ký để mà nhận claim ESOP nhé. Còn bây giờ mình sẽ lên cái kênh Twitter dự án mình cập nhật bạn về cái thông báo mới nhất cách đây là 12 giờ trước. Và trong video ngày hôm nay thì mình cũng cập nhật thêm cho bạn về cái vấn đề là dự án này họ thật sự là có thuê đơn vị kiểm toán hay không, hay là họ chỉ nói là có thuê là đơn vị kiểm toán mà họ lại không thuê cái đơn vị là kiểm toán nhé. Như vậy đây cái nội dung bài viết mới của là dự án hợp đồng thông minh phần thưởng staking được thiết kế lại của chúng tôi đã có mặt với 30% tổng nguồn cung token bị khóa cho phần thưởng staking cộng đồng. Bạn có thể staking token của mình để có chỉ số là AP và thời hạn linh hoạt. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin chi tiết về ra mắt token sau TGE. Thì đây là cái đường link ở trên kênh Medium một dự án. Và đây là cái mã thông báo cho phần thưởng staking cộng đồng được khóa trong hợp đồng thông minh. Và bên dưới là một cái biểu đồ, cái sơ đồ về thiết lập cái phần thưởng nhé. Bao gồm staking, marketing này. Và cả cái phần thưởng cho sàn cách chiếm khoảng 8% cái quỹ thanh khoản marketing ở trên sàn cách nhé. Phân bổ mã thông báo này, kính gửi cộng đồng OpenEX. Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc thiết kế lại hợp đồng thông minh phần thưởng staking của chúng tôi. Với bản cập nhật này, các token được phân bổ có phần thưởng stake cộng đồng 30% tổng nguồn cung. Hệ thống phần thưởng stake mới của chúng tôi cho phép người dùng stake token của họ trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, cung cấp tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm, AP khác nhau dựa trên thời gian stake. Tính linh hoạt này cho phép người dùng lựa chọn thời gian stake phù hợp với chiến lược đầu tư và điều kiện thị trường của họ. Hệ thống sẽ có ngay sau khi TGE, vì vậy hãy theo dõi Twitter của chúng tôi để biết ngày ra mắt. Để tăng cường bảo mật, chúng tôi đã tích hợp hợp đồng thông minh khóa thời gian với hợp đồng thông minh phần thưởng stake. Việc quản lý các hợp đồng thông minh này được giao cho ví DA chữ ký. Cái chỗ này các bạn sẽ hiểu là cái địa chỉ ví mà đang hold cái lượng ONX để mà OEX để mà ít nữa mà trả cho cái pool mà phần thưởng đặt cược, thì họ sử dụng cái ví nó đa chữ ký. Đa chữ ký thì mình sẽ hiểu là không phải là một chữ ký, không thể là một người có thể là rút được cái số token mà khóa làm cái phần thưởng staking được, mà đa chữ ký bao gồm rất nhiều các chữ ký kết hợp lại thì mới đủ điều kiện để mà mở khóa nhé. Thì đây là cái tính bảo mật của là mạng lưới, đảm bảo không có thế lực nào kiểm soát tiền này. Ngoài ra chúng tôi đã triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp để nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề không lường trước có thể phát sinh. Một cuộc kiểm toán toàn diện về hợp đồng thông minh được thiết kế lại cũng đã được tiến hành để tăng cường bảo mật. Bạn có thể xem lại mã hợp đồng thông minh trên CoreScan. Thì đây chính là hai cái hợp đồng thông minh mà dự án khóa trên trang CoreScan với cái phần thưởng mà khóa 30% mã thông báo là OEX. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ và tin tưởng OpenX, OpenX DAO. Thì đây là tổng quan về cái phân bổ token và về cái khóa staking sau cái ngày là TGE nhé. Và cái khóa này thì mình có thể thiết lập theo cái chu kỳ mong muốn là khóa bao nhiêu ngày hay là khóa bao nhiêu phần trăm để mình nhận cái sản lượng, cái lãi của dự án. Còn phần cuối thì mình đọc cho bạn về cái phần cuối video thì mình cập nhật cho bạn biết là cái dự án này thật sự là họ có là thuê cái đơn vị kiểm toán hay không nhé. Thì đây chính là cái trang tổng website dự án OpenX Network. Và ở đây thì họ có để những cái đối tác, cái backer dự án bao gồm cả là Bitgate Wallet là cái đơn vị backer dự án, hay là cái sàn phi tập trung là cái sàn AC Swap này. Và kể cả cái app mà OX mà mình đang khai thác này thì nó cũng chính là một cái sàn phi tập trung, có nghĩa là một cái sàn DEX nhé. Còn cái trang web này thì dự án có để cả cái đơn vị mà kiểm toán,
Đơn vị này thì là một cái đơn vị kiểm toán hàng đầu trong lĩnh vực kiểm toán hợp đồng thông minh blockchain, và cũng chính là cái đơn vị mà kiểm toán cho cái đồng stablecoin là cái đồng là Titan. Và như vậy đây là một cái đơn vị mà kiểm toán hàng đầu trong blockchain, và đơn vị này thì có cả là kiểm toán cho OKX này, BitGate và Trust Wallet và rất nhiều cái dự án như là cái đồng PX thì cũng là cái đơn vị này kiểm toán nhé, mà hay là Polygon này, Atos này, hay là Tone Blockchain, Layer 2, Layer 1 thì cũng là cái đơn vị này là cái công ty mà kiểm toán bảo mật cho những cái blockchain ở đây. Thì để đi tìm hiểu là cái dự án OKX này có thuê cái đơn vị này kiểm toán hay không thì mình sẽ cập nhật luôn cho bạn biết là dự án có chính thức là thuê cái đơn vị này kiểm toán hay không. Và đây thì nó có một cái ô tìm kiếm này, thì các bạn chỉ cần ghi chữ là O này, E này, X này. Và như vậy nó hiện ra cái dự án OpenX Network, thì chính thức là cái đơn vị này cũng là cái đơn vị mà đang kiểm toán cho cái dự án OEX nhé. Và như vậy chính thức là dự án này có kiểm tra hợp đồng thông minh cho bên phía dự án OpenX Network. Và ở đây thì toàn bộ về cái lịch sử mà họ đã kiểm toán cho dự án OEX đó thì bao gồm cả cái lịch sử dữ liệu mà họ đã là kiểm toán kiểm kê cho cái hợp đồng thông minh bảo mật của là mạng lưới OpenX Network nhé. Và đây có để cả một cái trang ở trên GitHub về cái kiểm tra bảo mật của là dự án ở trên cái trang GitHub ở đây. Rồi như vậy chính thức là dự án có được đơn vị kiểm toán hợp đồng thông minh nhé. Và như vậy mình đã cập nhật các bạn về cái thông báo mới nhất của là dự án về 3% sản lượng sẽ bị khóa để mà làm cái thanh khoản trong đặt cược staking của dự án sau ngày mà niêm yết TGE. Và đến ngày 15 thì còn lại 5 ngày nữa sẽ là cái ngày để mình sẽ nhận ESOP TGE dự án, và cũng là cái ngày mà dự án thông báo sẽ niêm yết ở trên sàn DEX và sàn CAC. Còn bây giờ mình xin được gửi đến các bạn video, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.